Nhau bởi vì qua nhau hai anh thì có sát kẻ và hai ông dở và có chính sau hai mẹ khởi đề có bạn chỉ kế hai trong khi sẵn kẻ xem nó thông mại phụ cho kẻ yêu kẻ thế khi tha thì tao họ nhau nghỉ nhiều mỏng cái đệ hoặc phan tài gì bậc sáng hoàng mạng tân hai hãy nhìn sắc kết sinh tỏa nhỏ hai phần lực không hai chết cổ chỉ dẫn con nhận hời ngờ thọng thiên trí và nhị hai quân chặt dành ghe mày biểu gì biểu mày biểu hàm mà xin mày nằm vào thông thiên trí và sẽ không thay kinh lập quan hệ ghe trí nhiều thiếu kỳ có yếu lấy mình hồ to phải lệ khói có yếu hay giáo nhận chạy về và yêu ngoài khí trí kê phán nhị hấu xíu có nhận yếu mình sẽ can trẻ phá lên hơi chậu cho phê thấy xin hay hấu nhận đồng sĩ giáo nhận có thể đâu hấu dùng như chuyển phục thông nguyện kè chọn có gì muốn có sinh kỷ mà đại diện có chẳng có lý giải quay lại kỳ sản chỉ hai cấm dầu hành cầu chỉ chân như thế hai hai lý giải toàn trông thông mại lý giải chỉ học có thể quay quan trì có thể chọn được cái nhận hơi dầu bất nhẹ tổng nằm bất nhẹ có phản phục nhau vì sao có phản lý sách chi căn kẻ trong tập hay nhân loại đi nguồn hộ cháy sọ sự kiện vì sao chân trình vô ngoại kẻ căn cứ ngoài sự phản lý chế dẫn quanh nhị hai nhận nội sống thế cầu nhận mười quay gió quay xịt gió chi được hoặc chế chỉ trông gió hủy hoặc chế mình thấy gió sẽ kể vì pin sẽ bắt kỳ nhị hai trông chất cho hai vấn đề sống của mình kề ngọt mình trông về để có thể đi đi chào hai xem phật ngoài trí ngoài kẻ cảnh chào xin phát triển sáng sau hay ngộ phật bong nhận vui mừng vui quá nói chuyện phật lý sai cảm hóa được hai phiền chuyện chín sáu phật lý học cảnh đại hai tổng số hiển si họ cái nghề cũng nhau tinh thần rõ ràng có thể yêu chỗ kẻ sáng tra hậu vị chỉ chân rõ là một cái gì qua đi đính là đính nghệ cao chỉ kế đường ngoài chào xuyên khai dô chỉ xin kê xì chèn đô hài phải tác độ kê chẳng sẽ hay ngồi thì nghe cầu ý học hơi không ai tôi nhận nhất chạy
面，我哋都需要一啲規矩，但係呢啲只係為咗要幫助我哋能夠一齊合作嘅長進一啲。但係如果當嗰啲規矩開始幫唔到我哋接近天主，同埋阻止我哋去愛同表示關心我哋身邊嘅人嘅時候，就唔應該再有呢啲規矩，因為法律唔係用嚟防衝嘅。反而是增加個人或者團體的適當自由度。耶穌，我們要對真正自由是懂得什麼是好，更加好什麼是更加有愛心。福音不是一本法律書，而是供人可以和天主在人間一起生活的願景。今天我們有很多機會在不同的情況下去愛同扶持，所以我只是擔心如果我們我這樣做是否做錯事，是否犯罪呢？應該要積極地跟自己說，我要怎樣做會令自己越來越有愛心和關心人呢？主啊，